Hello, mến chào các bạn. Thì mình đang chuẩn bị cái bộ thuốc này cho ngày mai, sáng sớm mai mình xịt các bạn. Nên hôm nay mình tranh thủ mình quay video, mình chia sẻ tới anh em nào quan tâm mình xem cập nhật tiếp tục cái quy trình của mình tạm nha các bạn. Thì ngày mai mình sẽ xịt ba loại này ha. Là mình gọi là một cái bộ để mình tạo mầm thêm cũng như mình kích bông thêm nha các bạn. Đó. Đây là cái bộ của mình nè, gồm có ba loại, thì có những loại gì thì nay quay chia sẻ cho anh em luôn. Thì cái loại đầu tiên này các bạn, loại đầu tiên là cái thằng chuyển mầm. Đây là cái loại chuyển mầm, là cái loại này là cực kỳ quan trọng trong cái giai đoạn này nha các bạn. Đối với mình là không, cái vườn mình là không thể thiếu cái chai này ha. Chai này nó rất là hiệu quả, rất là hay trong cái tầm giai đoạn xử lý này nha các bạn. Đây là cái chai chuyển mầm, nó để là chuyển mầm lá sang mầm hoa ha, phá dở miên trạng chồi ngủ đây các bạn. Phân giải lân thừa tông thân thành dạng lân dễ tiêu, giúp đánh thức mầm đồng loạt đó. Đấy, chai này là cái chai chuyển mầm này là cái chai nửa lít nha các bạn. Đó, nửa lít này thì anh em có thể pha được cho 200 lít nước ha. Thì nó sẽ là mạnh, nó sẽ rất mạnh là ok nha anh em. Đó, chuyển mầm thì trong cái lón này thì khi mà mình ức chế phát lo xong rồi đó các bạn, thì bắt đầu mình phải phun ha, phun tạo mầm cũng như là kích mầm. Đặc biệt là cái chai này thì các bạn sử dụng để mình chuyển cái mầm, tại vì trong cái giai đoạn này thì nó rất là dễ ra cái mầm lá nha các bạn, cho nên thì mình phải sử dụng xịt cái chai này để cho nó tạo mầm qua, chứ không ngăn chặn nó sự ngăn chặn nó tạo cái mầm lá mũi chỉ ha. Thì sau này thì cái bông của mình nó ra sẽ, nó cua ra sẽ mạnh hơn, đều hơn, đồng loạt hơn nha các bạn, và nó hạn chế cái bông lá ha. Tại vì nếu mà không sử dụng những cái bộ này để mình ức chế lại thì sau này cái tình trạng bông lá của nó rất là nhiều các bạn. Cho nên bắt buộc thì ngày mai mình sẽ xịt, mình vuốt nó luôn các bạn, vuốt để chuẩn bị tiết gầm này nha bạn, tiết gầm tháng 5 này ha. Nếu mà có tiết mạnh thì sẽ ok nha các bạn, còn không thì vuốt mình đợi sẵn tới cái tiết 30 ha, tiết cuối tháng 5 này thì nó sẽ ok các bạn. Cho nên những anh em nào mà trong cái lón này đậy sau khi lên phát lo rồi thì các bạn tiếp tục các bạn xịt thuốc ha, xịt thuốc liên tục nha các bạn, 7 ngày 5 đến 7 bữa là các bạn xịt một bữa. Những cái giai đoạn nào mà gấp thì phải 5 bữa, các bạn phải xịt bữa 5 tới 7 bữa, 7 bữa đổ lại ha, chứ không để quá lâu. Thì sau một tuần lễ thì thuốc của mình nó sẽ hết cái hiệu lực cũng như cái kết quả nha các bạn. Cho nên thì vườn mình ở đây mình xài 5 7 bữa là mình xịt một lần là mình thấy nó ổn ha. Nhưng mình không có để lâu các bạn. Đây là cái lỗi thứ nhất ha, chuyển mầm. Thì quay cho anh em xem là như thế. Rồi cái lỗi thứ hai này các bạn. Lỗi thứ hai là cái lỗi này thì cũng khá là quen thuộc đối với những anh em hôm nay theo dõi cái trên kênh của mình ha. Đây là thằng Ultra 500 ha. Này thành phần nó ghi nè các bạn, thành phần lân ha, lân 28%, kali 22% á. Này vừa để dùng để trị bệnh ha, cũng như là khả năng tạo mầm của nó rất là ok, rất là mạnh nha các bạn, tại vì nó là dòng lân hai chiều của Mỹ ha. Của Mỹ thì cái thành phần cũng như là cái hàm lượng phụ gia nó rất là chuẩn, nó rất là ok. Cho nên những anh em nào trong cái lón này như mình, anh em xem mình tham khảo rồi mình mua về mình xịt ha. Thì rồi mình theo dõi cái kết quả các bạn. Đây thì trong cái giai đoạn này thì mình cũng phải ép ha, mình cũng phải ép thằng lân với thằng kali nữa tiếp tục nha bạn các bạn, chứ không bỏ ha, tại vì toàn đang trong cái giai đoạn mà mình tạo mầm qua thì bắt buộc mà mình phải ép lân với kali. Nhưng mà các bạn phải lựa chọn những cái dòng lân kali cũng như những cái dòng thuốc nào mà cho nó hiệu quả, cho nó an toàn, tính tình trạng mà nó trái mắt cua cũng như trái lá sau này ha, thì nó rất là nguy hiểm cho vấn đề mà nuôi bông cũng như nuôi trái ha. Cho nên anh em cân nhắc trước khi sử dụng các loại thuốc trên thị trường đó, là mình chia sẻ các bạn vậy ha. Đó là xong cái bộ thứ hai. Còn cái thằng thứ ba là cái thằng cuối cùng này các bạn, thằng cuối cùng ha. Thằng cuối cùng là cái gì, thằng gông biển ha. Đây là gông biển Hà Lan nha các bạn. Rất là mát cây, mát lá, mát bông, mát trái luôn ha, sử dụng được cho mọi giai đoạn, từ khi mà lúa đọt tới khi mà
dưỡng bông dưỡng trái luôn ha. Nó làm mát bông mát trái rất là ok ha. Thì trong cái lón này thì mình cũng kết hợp với hàng gông biển thêm các bạn, để cho nó giải độc cái lân chứ kali ha. Nó tính làm cây của mình nó quá nóng thì nó sẽ tổn hại tới bộ lá cũng như là nó ảnh hưởng tới cái mầm ngủ ha. Thì pha thêm phần này thì mục đích là cho nó mát cây, mát mầm ngủ thôi các bạn, chứ cũng không có cái gì mà quan trọng ha. Nhưng mà bắt buộc thì phải có ha, phải có thì mình nghĩ là nó sẽ ok hơn. Còn những anh em nào, nói chung thì mỗi người đều có một cái cách làm nó khác nhau, nói chung là không ai giống ai hết các bạn. Nhưng mà các bạn làm lâu rồi thì các bạn rút được cái ra được cái kinh nghiệm ha. Cũng như cái cách làm nào cho nó an toàn đối với cái vườn của mình là ok, an toàn nè, và nó ra bông nó đạt cũng như là đậu trái nó nhiều ha, thì nó mới ok các bạn. Đó là cái tiêu chí của mình làm ở đây ha. Còn cái chuyện giá cả thì những loại thuốc tốt thì nó sẽ hơi mất tiền chút xíu các bạn, tốn chi phí chút xíu, nhưng mà ngược lại thì nó sẽ yên tâm ha. Rồi ok, thì cái ngày mai mình sẽ xịt cái bộ này nha các bạn. Cho nên những anh em nào quan tâm về cái quy trình làm bông của mình thì anh em xem tham khảo ha. Rồi có cái thắc mắc gì thì anh em bình luận ở dưới ha, để cho mình chia sẻ thêm nha các bạn. Rồi ok, xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn.